Đâu sao có ba hộ này? Đâu rồi? Thế những nhà này không nhận à? Có nhận không? Không nhận. Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì mình đang có mặt ở thôn Lũng Cán của nhà em Páo. Thì các bạn đang nhìn trước mặt đây là mưa lũ kéo về rất là to. Thì chắc chắn là nước này thì sẽ không thể chở qua được vật liệu để làm nhà em Páo rồi. Tại vì nhà em Páo thì làm nhà sẽ sang hết tháng 7 âm lịch này. Thì còn khoảng chục ngày nữa thì sẽ tiến hành làm sang mùng 1 tháng 8 âm lịch. Thì sẽ tính ngày làm nhá. Thì bây giờ nước đang to cũng không thể chở vật liệu được. Và con đường Lũng Cán thì vật liệu cũng không thể chở lên được. Nếu mà nó mà rút nước này cái là Thắng sẽ cho chở vật liệu lên ngay. Các bạn biết rồi là khi chở vật liệu lên Lũng Cán ấy thì là nó phải vượt qua hết cái sông này đi lên đường kia, chứ không thể đi được vào cái con cầu này. Đấy, nước thì đang to như này thì không thể chở lên được. Hôm nay thì Thắng có mang vào đây những chiếc chảo gang. Đấy, những cái chiếc chảo gang này là tại sao? Là chính là hôm Thắng ăn cơm ở nhà bố em Báo ấy. Mà cái chảo gang này thì là của một chị, là chị Thường. Đấy, ở Bắc Ninh, Gia Bình Bắc Ninh. Đấy, Đại Bái Gia Đình, Gia Bình Bắc Ninh. Đấy là có gửi cho trên này. Và có nhờ Thắng là cầm về cho ba cái. Cho nhà anh Hồng ở Đán Dầu một cái, anh Xì một cái, và một cái để lại cho nhà cộng đồng thôn Đán Dầu để xào nấu khi có việc. Đó, nói rõ như vậy. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ lên trên bản nhà em Páo để trao những cái chảo này cho bà con nhân dân ở Lũng Cán. Qua đây thì các bác cũng đã nắm được cái tình hình nước lũ ở đây và đang có mưa, thế nên là chưa chở được vật liệu lên Lũng Cán. Thắng sẽ khẩn tốc, thần tốc tất cả những cái khả năng hết cỡ của mình, tranh thủ tối đa cái thời gian có được khi ngày đêm hay buổi trưa hay như nào đó để làm việc, rồi là hoàn thành tất cả những cái công việc hạ mục mà đang được nhận và làm cho bà con nhá. Đó, nên là đang tranh thủ hết cái thời gian của mình đó. Đấy, để hoàn thành tất cả những cái hạ mục đó. Bây giờ thì Thắng sẽ lên trên bản chỗ nhà em Páo. Cầu này thì ô tô không thể chở được tại vì cầu dây nó bé tí à. Đây là ô tô chỉ 3 tạ, 5 tạ đi vào được thôi, hoặc là taxi đi vào thôi, chứ còn không thể đi được tại vì cái cửa kia nó rất bé, không cho phép chở hàng qua đây. Đấy, đường bây giờ tạnh mưa rồi đi thế nào chú? Bên kia. À, ngon rồi à? Vâng. À. Ông đi là ở điểm bên kia. Bây giờ chưa rửa chân tay mà. Vừa về đến nhà. Ước này, em mang cái bao này xuống đây để bỏ giải đây xem nào. Em bộ anh một người thanh. Một người nặng thế đấy. Cái gì? Ô, cái gì thế đấy? Chảo á. Mở ra đi. Đây là của bác Nguyễn Thị Thường. Đấy, gia mình nhá. Còn một bác nữa gửi mì nhưng mà Thắng chưa cầm lên được. Hôm nay anh em mới chỉ đi xé luôn là ngày đi, cầm ba cái về để cho Đán Dầu. Tháo ra xem được bao nhiêu cái. Ui dồi, méo đi rồi. Cùng
lồng được nhỉ? Không, cái lồng đấy thì tí mình đấy rồi. Chết rồi mà nhanh. Đây, bước phục vụ cháu xem. Hả? À? Bước phục vụ cháu xem. Vâng, vâng. Đếm xem bao nhiêu gái cho. Vâng, vâng. Xếp là... Vâng, chú cái lại. Xếp từ dưới liền à? Vâng. Vâng, vâng. Cái thằng này nó sắc quá. Sắc đấy, cạnh nó sắc quá đấy. Vâng. Đứt tay ấy. Ông vừa đi là đường về ông à, cuối là 70 nhá. Hết chưa? Thằng Dư, thằng Dư bảo làm đầu chân ấy. Thằng Dư ấy. Ờ. Sao sáng à? Làm chỗ mấy ăn. Lấy bao nhiêu bia? Nhiều bia. Nhiều. Nhiều lấy thì làm một mẻ với 13 bia thôi. À. Chưa nói gọi á. Tên bỏ ra đi. Chỉ vô có đề xuất là ta chứ mở cái nhiều loại gì cái này là. Vui vui chỉ có cô Thường ở Gia Bình Bắc Ninh. Lấy số điện thoại ấy. Mày nói đi gặp nó. Ai muốn gặp nó không? Bây giờ bắt gà ấy. Em thấy em đến nhà. Nói không có số mày đấy. Thằng vợ nó vừa đẻ cái đúng không? Ừ. Đẻ sáng à? Ừ. Bao nhiêu cái? 40. À, em bỏ cất vào 3 cái rồi kia. 4 cái được. 2 cái cho thôn Đán Dầu mới cả 1 cái cho trưởng thôn mới cả bí thư thôn Đán Dầu. Đấy, 2 cái đấy cho nhà cộng đồng. Còn đâu đây phát còn đây phát 36 cái ở Lũng Cán. Quả đi thông báo người lâu thế nhỉ? Chả biết đó, nó liền rồi á. Người mới ra đây. Nè. Yeah. Nó đi qua đây. Đi vào trong kia. Con này là nó tại chúng mà nghe là khó tên mà chứ. Con nó xuống. Thế nhìn nó lao lộ. Báo chưa em? Có rồi. Có họ ở nhà không? Ờ, một số chắc là ở. Hả? Tạm đi coi có cháy xong thì gì. Báo nhà anh cụt tay chưa? Bố báo chưa? Báo rồi. Hả? À. Thế nhà nào có rồi thì thôi không lấy nữa. Vâng. Không lấy đâu. Đấy. Nhà báo cũng không lấy phải không? Ở nhà em vẫn không lấy rồi. Cho cho hộ dân khác. Tại vì là bây giờ nó đang là có 43 hộ phải không? 43 hộ mà đây đây là để lại 4 cái để cho Đán Dầu thì như cô ấy nói thì bây giờ còn 36 cái trao ở đây thôi. Đấy. Trưởng thôn này. Đấy em lọc đi xem là chọn 36 hộ. Đấy. Là nhận chảo. Đấy. Như nhà Trần này, nhà ấy này, những cái hộ kia là họ hôm trước đã nhận bát đũa rồi họ không nhận nữa. Đấy như nhà Báo này. Đấy. Là Báo đây cũng nói rồi bảo là trên đó là 4 hộ đấy là không nhận. Đấy, còn đâu là em xem là... Nhà bố báo là phải có. Nhà bố báo là... có cái chảo vỡ ấy. Là bác cái cho. Gọi cho nhà anh cụt tay chưa? Anh vừa chưa? Đấy, nhà bố em nữa. Anh trai đang lên. Ừ. Anh trai lên đây rồi. Đâu? Đây là con trai của anh trai em. À. Bác phù nữa, bác bảo không nhận rồi. Ờ. Ôi,
Thế là bây giờ ở đây đang có bao nhiêu hộ rồi? Nhà nào nhận đứng vào đây xem nào, để biết xem nào. Đứng xếp vào trong này nào, đứng xếp vào chỗ chảo thế nào. Đâu đứng xếp vào đây. Đấy. Đứng mua hàng lên đây, tiếng lên nữa. Mua hàng bảo tay chặt trâu lúc nào sẽ. Đứng mua hàng lên đây, tiếng lên nữa. Đâu sao có ba hộ này? Đâu rồi? Thế những nhà này không nhận à? Có nhận không? Không nhận. Không nhận là lại thu mang về thành phố bây giờ. Đúng rồi. Đúng như vậy. Cơ sát thì có cái đồng. Dùng thành cả phát này rồi. Ước ơi, ước ơi. Em đếm hộ anh xem là bao nhiêu hộ đây rồi. Có bao nhiêu thằng cho bao nhiêu thằng. Có 36 hộ, 36 cái. Lò kiếm phải con chạy chết rồi. Gà, đứng ăn loàn gà. 21 rồi. Đứng lên trên này nữa đi. Này, chỗ này có chảo đâu. Đếm để đếm hộ xem nào. Bao nhiêu hộ đấy Ương? 38 mà. À 36 mà. Đấy bác Phù bác bảo là bác không lấy rồi. Anh nào? Anh này là không lấy nữa phải không? À, đấy là có anh này và bác Phù là tình nguyện là không lấy rồi. Nhà chị kia có người đứng chưa? À. Thế còn ai nữa? Còn anh mà vừa rồi mà nó là tán được con ấy, anh đừng gọi điện. À rồi rồi. Vừa à, mua bà. Mua mới thề. Và. Còn hai nhà này chưa xuống. Còn đồng mà. Tao kêu mua của đứa mà. Thế đâu anh cụ tay có người đến nhận chưa? À, anh trai nước anh trai cả mão trắng kìa. Anh cụ tay gì? Và. Có người rồi gì? Và. Thế còn ai nữa ông trưởng thôn? Còn 3 hộ nữa. 3 hộ à? Thế đây là ước xem mà. 22 hộ, em đếm rồi. 2 đếm. Chị ấy lên. 22 hộ à? Thế là thừa lại cầm về đán dầu nhá. Nếu mà không có ai lên nhận nữa là chuyển về cho đán dầu nhá. Còn bao nhiêu hộ nữa? Nhà thằng điếc có chứ? À nhà thằng không biết đếm tiền có chứ nhỉ? Thằng sùng ấy. Tất chán lắm. Hả? Này không biết đâu ạ. Thằng nhà đấy là chưa được bát đũa đâu phải không? Nhà thằng Sùng ấy. Ừ, Sùng thì chưa. Có mỗi ba nhà là nhà em với cả hai nhà kia thôi phải không? Vâng. Thế thì cho nhà thằng không biết đến tiền một cái. Vâng. Sùng ấy. Thôi cho nhà Sùng một cái. Tại vì nhà nó thương, nhà nó cũng chưa được nhận đâu. Chưa được nhận bát đũa gì đâu. Ừ. Không biết đến tiền. Thế còn ai nữa, đợi ai nữa đâu? Phải không? Bây giờ không đợi ai nữa gì? Nhà trưởng thôn có người đứng vào chưa? Nhà trưởng... Hả? Đây vẫn còn đây đây. Ước mấy cả trưởng thôn mấy vào trao hộ đây. Trao cho mỗi nhà một cái đi. Để cho họ về giải tán đám đông. Kia
Ôi, những cái nồi của đây là. Rồi, ok. Đấy là chính là vì cái này là chảo gang nhà bố của em Páo mà cô ấy xem mới biết là ở đây rất thích dùng chảo này. Còn nữa chưa? Mấy nhà kia có hết chưa? Thế đây còn bao nhiêu cái đây? 10 cái. 10 cái này thì để một cái nhà thằng không biết đếm tiền. Báo cầm hộ nhá. Báo cầm hộ anh cái nhà thằng Sùng nhá. Sùng không biết đếm tiền đấy. Nhà anh thề. Nhà anh mua. Mua mới thề cho anh. Không biết đếm tiền thì 3 cái nhá. Rồi đấy là làm gì? Cái anh 8 con. Nhà thề với nhà anh mua là báo cầm hộ không biết đếm tiền chỉ được một cái thôi. Làm gì mà không biết đếm tiền nên được nhiều thế. Chào đây ước phát sao đi muộn thế. Vừa thông báo nữa đâu còn nhà nào nữa, nhà nào kia chỗ kia còn đứng còn bao nhiêu cái? 5 cái dưới bên còn nhà hộ, dưới chỗ nhà em còn mấy hộ? Một hộ đây em đưa cho một cái cho trưởng thôn cầm về. Rồi cái này thì anh để luôn cho trưởng thôn đấy. Riêng nhà trưởng thôn để hộ không, cái này là để hôm nào anh vào anh xào thịt ở trong đấy. Đấy là nhà trưởng thôn. Đây nhá, cái này là một cái nhà hộ dân em cầm về hộ này, cái này là nhà trưởng thôn này nhá. Đấy, còn nhà nào nữa không? Đâu nhà nào nữa? Còn nhà có biết đếm tiền kia đấy. Biết đếm tiền này cầm rồi. Đây còn 3 cái này. Chú cú chú tao lo. Cái bà hộ nghèo trong này mà được hỗ trợ xây nhà ấy, nhà nước hỗ trợ ấy. Bạn có chưa? Báo rồi, chưa. Cầm về đưa cho con hay đưa cho nhà ai cầm hộ, nhà hàng xóm cầm hộ nhà đó. Nhớ là bảo là cầm cho bà đấy nhá. Bà gì? Bà đấy là bà gì? Đây là con dâu, không dám cầm đi cho bà đấy. Sao con dâu lại không dám cầm? Bà phải lăng ra từ ní. Cầm cho bà nhá. Đây là con dâu cầm hộ. Còn 2 cái này. Hai cái này thì hộ nào? Hộ bên kia đó. Hộ nào? Tên gì? Thảo. Thảo. Giang Thiên Thảo. Có làm đường không? Có. Giang Thiên Thảo với lại cho ai cầm về? Ở đây nhá, quay nhá, cầm về cho bác gì? Hả? Giàng Thị Thảo nhá, em cầm về hộ nhá. Đây còn ai nữa? Hả? Còn nhà ai nữa? Còn đúng một cái nữa. Nhà nào? Không, từ từ, cái này của trưởng thôn rồi. Tôi bảo em nhường cho ra đây. Không có nhường, ông cứ để vào đây. Tôi hôm nào tôi lên tôi xào thịt ở trên đấy. Ông cứ cầm về đó. Nha. Sao như có chưa? Bấm vào file đi. Vào file nè. Như. Nhà nào? Anh đằng sau ạ. Anh kia tôi chưa nhìn thấy lên làm đường, bây giờ có đi làm đường không? Có. Đây ước phát nốt cái này cho anh đấy. Rồi. Thôi bây giờ bà con giải tán đám đông. Cơm ai người ăn đi về nhà nhá. Không, cái này bảo cho trưởng thôn rồi, ông không cầm đi đâu nữa, ông cầm về đi.
trưởng thôn cứ cầm cái này về. Tôi không phải ngại ngùng gì cả. Ông không phải ngại ngùng gì, cứ cầm về đi. Đấy, bây giờ bà con về nhá, hôm nào có cái gì lại mang vào phát sau. Vâng, à, cũng thay mặt bà con là cũng cảm ơn các anh chị nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bà con nhân dân Hữu Cán. Của cô ở Bắc Ninh nhá. Vâng, ở Bắc Ninh thì em cũng thay mặt bà con nhân dân xin chân thành cảm ơn, nhất là cảm ơn anh tháng trước. Đấy, xong là cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ. Cảm ơn rất nhiều. Mà hôm nào nước rút cái thì triển khai làm nhá. Tìm thợ làm nhà cho anh. Tìm thợ chưa? Em tìm được anh ạ. Tìm rồi gì? Thế thì khoảng hết tháng 7 âm này là bắt đầu vào giữa nhà là làm nhá. Chứ mà phải nước rút nữa để chở vật liệu nhá. Song song với cả để làm đường này nữa luôn. Thôi đi con đi về đi. Thôi về nhá. Chào nhá, chào bác Phù nhá. Vâng, chào bác. Đấy. Chào cháu. Bác rất là ấy, bác bảo là nhà bác có rồi và bác nhường hết cho dân. Bác có nhiều rồi. Bác có nhiều là hôm nay bác suốt ngày đi làm là bác là sáng nay mưa to bao nhiêu. Bác cũng đi làm viết đuôi thông bình kia rồi. Đây là đường mà tiếp tục cái thắng đang làm ở trên này ấy, là bà con đã hôm nay là đi sửa và vét hết đường lại cho nó sạch sẽ đảm bảo. Đấy, nên là trên cái tuyến này đi bây giờ là ngon nghẻ rồi nhỉ. Bây giờ là đi mưa to bao nhiêu là cũng từ đây này đi đến đỉnh đuôi cái là vừa tiếp tục bỏ xây cái là đi làm cái đường mới sang bên kia. Đấy là công rất lớn là của già làng trưởng bản Bắc Phù ấy. Thôi nhá, cháu xin phép nhá, tối rồi. Thôi chào trưởng thôn nhá. Rồi. Chào cháu nhá. Rồi. Ok. Rồi chào Mù Chê. Bây giờ có gì là giúp đỡ ông nhiều tí nhá. Lên nhà ăn cơm đấy. Thôi anh không lên được đâu. Bây giờ về rồi. Hôm nay không cơm cháo gì cả. Hôm nay đi lên trên nhà mình chơi đây. Thôi em xin phép đang giảm béo. Dạo này gà vịt được không ăn. Béo quá. Dạo này body xấu rồi. Thôi xin phép đây. Hôm qua đi mưa đấy. Cầm cái gì ấy đấy. Chảo về cho mấy cái nhỉ? 4 cái về nhỉ? 4 cái. Rồi. Rồi về đây. Về nhá. Xào thức ăn ngon nhá. Nhà trưởng thôn ạ. Thôi cuối cùng Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình trên đỉnh Lũng Cán, trong tiếp tục cái đoạn đường làm đường đợt 2 và nhà em Báo nhá. Đấy. Khởi động cùng Lũng Cán.